nhà đã đối với kênh YouTube của Thái Nha Biển nha. Và hôm nay mấy anh em mình đang ở Tây Ninh. Và đến với Tây Ninh thì không thể nào bỏ qua món bò. Bò. Món này gọi là món gì chị Mai? Lẩu xí quách bò. Lẩu xí quách bò. Cái này là một nồi lẩu là 5 thùng xí quách bò. Cái chân này. Cái chân cho bò. Ủa, người ta bỏ cái hành vô này để làm gì ta? Trang trí. Trang trí lên cho nó đẹp phải chị? À, là mình ăn được không? Được, được. Bỏ đồ hành ra cho nó chín đây. Mà để nó chín đi chị. Bỏ đồ hành xuống. Bỏ ra cho chín. À, là gì? Và giới thiệu với mọi người luôn thì hôm nay clip của em Thái thì có được cameraman của anh Mập Food nè. Chị Như La Cà đã xuất hiện trên cái Thái Nhà Biển rất là nhiều video rồi. Và Thái là Thái Nhà Biển, mọi người nhớ đăng ký kênh Thái nha. Và đây là chị Mai Thế Giới Bò. Đây là Trung Mambo. Xin chào cả nhà. Siêu bất động sản. Và đây là anh Tâm, anh tài xế của chuyến đi này. Cảm ơn anh rất nhiều đã đồng hành cùng tụi em. Thì hôm nay thì giống như là đây là món xí quýt bò. Bên này là món cơm rang. Cơm rang đúng không chị? Cơm chiên á em. Cơm chiên tỏi. Cơm chiên tỏi. Và bên này có rau sống. Và cái lá này rất là to. Lá này là lá bàng non á chị. À. Đúng không? Như vậy. Không phải lá bàng non. Cái này là cái lá gì hồi nãy anh nói lá gì ta? Lá này rất là lạ luôn. Bằng lăng phải không? Phải không? Mọi người nếu biết như lá này thì hãy comment bên dưới để cho Thái biết nha. Và sẽ ăn kèm với lại là lọc bò. Sắt bò à? Lọc bò hấp. Đây, sắt bò nha đây nha. Rồi, đã vô. Đấy, vậy bây giờ em sẽ cuốn mọi người một cuốn nha. Mình sẽ ăn và okay. Mình sẽ gọi xí quách chín. Hôm nay đây là chuyến đi Tây Ninh rất là vui luôn. Bỏ thêm xả này để làm nước chấm nè. Rồi, em pha chế nước chấm đi Trung. Ok. Ý là mọi người nước chấm này đã được pha chế rồi mà đây là xả thêm. Ai muốn ăn xả thêm thì mình bỏ vô. À, thêm. Ok. Đây. Đây chị muốn thêm xíu không? Ok em. Rồi. Cảm ơn em nha. Rồi. Đây bác. Chào bác Tài muốn ăn xả không? Chào. Rồi. Đây là mắm nêm đúng không ta? Hình như là vậy đó chị. Đúng rồi. Rồi. Về Tây Ninh là rất là nhiều bánh tráng nha. Tại vì Tây Ninh là đặc sản bánh tráng mà. Bánh xứ tráng sở. Và bò. Xứ sở bánh tráng và bò. Với lại hôm nay là có cả muối tôm nữa. Dạ. Chuối chát này, khế này. Ô, đủ thứ lá luôn chị ơi. Bằng lăng rồi tầm lum hết á. Đây nè. Đặc cấp đặc xoài. Đấy. Em chở đầu đũa nha. Đây anh Phương ơi, gói nè. Là nữa đâu. Đây. Đây chị chở hai cuốn nè. Dạ. Đây chị mới học cái chiêu này trên mạng, cuốn là đỉnh. Chị đúng không? Dạ. Kẹp vô. Wow. Dạ. Thì chị em mình mời anh Tâm tài xế, người lớn tuổi nhất trong bàn. Rồi anh Tâm ăn review luôn anh Tâm ơi. Đây, rồi, bác Tài này, cái này, trên chuyến xe này, đi Củ Chi và Tây Ninh. Đây. Dạ. Rồi. Anh Tâm, anh Tâm cái này, anh Tâm cái này, anh Tâm biết cái này nè. Đấy, anh Tâm chắc là wow. Bây giờ độ tuổi chắc là sành ăn rồi. Ngon. Thật rồi. Nước chấm nói chung là anh Tâm chỉ review một câu thôi. Ngon. Quá là hình khách thật hả? Y tín nha. Dạ. Thái. Như bên kia toàn là mấy anh dũng. Nhưng mà chị Thái biết gì không? Đúng rồi, bên kia toàn mấy anh nổi tiếng không à. Anh Phương ơi. Đâu liêu qua coi là toàn bên kia toàn dũng mà nổi tiếng rồi. Đâu liêu luôn á. Dạ, hai bên nối nhau. Chào cả nhà bên kênh của anh Võ Sư Lộc nha. Chào cả nhà nha. Hello nha. Hello mọi người. Chào nghe. Ok, thank you chị. Đây, bên anh kia thì các anh đang ăn những cái nồi lẩu xí quách. Ui. Dạ, đây là đây chuẩn bị xôi á. Ngoài nhiều lắm.
Nhưng mà nãy cái nồi này bao nhiêu quên rồi chị Như? Chị Thái biết nhiêu một cái nồi xíu quách như thế này. Dạ. Còn một khẩu phần ăn, mình nghĩ là nếu mà với người bình thường thì sẽ từ 4-5 người ăn một cái nồi xíu quách. Đúng rồi. Như vậy mà giá thì có chỉ có 250k thôi. Quá rẻ. 250.000. 250.000. Rẻ trời. Ở này chắc nếu mà Sài Gòn mà có một cái lẩu này với một cái mức giá như thế này thì mình nghĩ là sẽ cháy hàng, full bàn. Mà gì hấp dẫn quá ha, gì hấp dẫn quá. Đúng rồi. Full topping nghe, full topping. Rồi chung review đi chung. Đây trong nồi lẩu này có gì để em xem coi. Lá này là theo tổng thể sơ sơ thì mình nhìn thấy là đây là có tàu hủ ki nè. Xí quách nè, là hủ trắng nè, củ cải, củ khoai trắng nè. Rồi ở đây hình như là cái gì ra đu đủ hay sao đó. Đây nè, củ khoai trắng như là đu đủ á. Và đây có thêm hành, đầu hành, như là một số cái topping kèm như là khoai môn rồi này kia nọ đó. Thì tổng thể mình thấy một cái lẩu vừa sức với 5-6 người ăn mà mới một cái mức giá 250k, quá rẻ cho một cái lẩu với một cái thời tiết mà đang mưa gió như thế này nữa. Một gia đình hay một nhóm bạn mình lại ngồi quay quần với một cái nồi lẩu như thế này, trời ơi tuyệt vời quá. Đúng là luôn. Đúng là nhân viên sale của bất động sản có khác tính. Bữa giờ em bán được mấy căn nhà rồi em? Nói chung là cũng không nghe nó nhớ đó hết được gì ạ. Dạ bé nó bán căn hộ cả nhà ơi, và vẫn chưa có người yêu nha. Em xin mời cả nhà nha. Wow. Chưa hết rồi đó, chưa dừng lại ở đó đâu. Bên kia. Đây là món sườn bò nướng ngoại, chúng ta sườn bò nướng ngoại. Sườn bò nướng ngoại. Nhưng mà mọi người nhìn nè, sườn bò nè, rất là tươi nha. Đây, bò này là bò tươi, mình nghe gì chủ nói là bò tươi lấy trong ngày đó. Để em lấy bên này cho. Đó thì đây, miếng bò căng bọng nước. Review luôn vậy. Review miếng bò luôn. Miếng bò này chấm hình như là bò này sẽ chấm cao. Đây, chung vô. 2-3. Vô. Mời cả nhà nha. Cái món bò này ngon quá ha. Chấm với cái nước mắm nè. Nóng. Cái này là gọi là sách bò. Sách bò cho chấm với cái mắm này. Nó xài và nó thơm. Nhưng mà tí nữa chị Nhung sẽ quay một chị Như sẽ quay một clip ăn chè đặc sản và rất là ngon nổi tiếng tại Tây Ninh. Một mình chị ăn 100 chén chè. Mùi vị của cái món sườn bò này nè, dai, một chút dai thôi, không quá dai nha, mềm mọng nước cái và rất là ngọt, đặc biệt là rất là ngọt tại vì bò tươi nữa, là mỡ đó nha, Hàn Quốc nè. Chị miêu lấy em ơi, nó nhỏ lý lắm. Anh ăn tự nhiên nha. Đây chị Thái thì chị mới tèo bò nha. Ở ngoài thì giòn nha, ở trong bò rất là nhiều béo, nó rất là ngon. Cái món này là của Hàn Quốc hay ăn nè em, lòng mỡ. Chị Mai biết sao mà em kêu chị cho em miếng lòng mỡ không? Tại vì mình đã từng ăn lòng mỡ bên thế giới bò rồi, rất là ngon nên là cái mình bị dính luôn. Rồi, vô em. Vô. Vô. Táo quận tư là chị dính ở quán thế giới bò của chị Mai rồi. Cái cách nướng cũng ngon nha, rất là giòn ha. Ở ngoài phải giống như là ở đây quán giống như là ta chiên trước á chị. Sao bắt đầu là đây được em. Dạ anh Linh ơi, nướng ngon quá trời luôn kìa. Lòng mỡ không miếng lớn miếng này ở lòng mỡ ăn ngon. Tàu ăn da bò. Da bò bò ở cho thịt nướng chứ đẹp quá. Đọc cơ anh Lộc là cũng đàn ngờ 10.000 clip rồi nha. Anh hái nhà biển nha. Nhớ đăng ký kênh cho anh. Tạo nhớ đăng ký kênh cho anh. Mập phút. Ok, tặng luôn. Ngon quá. Quá tuyệt vời luôn. Là trong khi lúc mà mình chờ đợi nồi xíu quách chín thì em Thái sẽ làm chén cơm. Các Tài ơi, làm chén cơm cho no tí nữa mà lái. Em múc một xíu cho anh ăn cảm nhận thử ngon không? Trời, nhờ bác Tài review cơm luôn. Ngon. Anh cho em bức khăn lạnh á. Ngon. Cho em bức khăn lạnh. Ngon không bác Tài? Xấu dách.
thấy rồi, chị tính ăn ít đi. Nằm dạ. Có sổ. Dạ, chị ăn gì? Dạ, nằm bò đó. À, thịt nướng đây chị Mai. Ok. Ngày 29 tháng 6 thấy có một điều rất đặc biệt tại thế giới bò. Cái nhà mà muốn gặp các anh chị em dễ thương mình thì hãy ghé vào thế giới bò ngày mấy? Ngày 29 tháng 9 Thái sẽ có một clip tại thế giới bò. Một clip rất là đặc biệt. Nâng lên nha mọi người. Ai có ly mình nâng ly nha. Ok, nâng ly nha. Bác Tài ơi. 1, 2, 3 vô. Hay cơm. Rồi. Mời cả nhà ăn cơm nha. Cơm ngon lắm á. Có đậm nhỏ. Đó. Các chị bớt ít cho chị đó, chị giờ chưa bụng đi ăn kìa. Mình ăn thưởng thức. Ăn là ghiền luôn á chung. Em thử rồi. Cái này ngon quá, nãy giờ nóng chưa. À. Để dắt mình luôn. Ngon lắm. Tới rồi. Wow. Này mình tới sinh thái nhà biển. Người mới lớn nhất tại nhà biển. Thái nhà biển là bạn thử nước mắm. Còn đây là muối tôm Tây Ninh nha. Không nha, không nha. Đây là muối ớt Tây Ninh ăn chay và mặn luôn. Ăn chay và mặn luôn. Đúng rồi. Bây giờ Thái á, biết nó ngon hay không á. Thái ăn trái cây, Thái chấm thử nào. Chế lên luôn anh này, để đây. Bên đi, bên đi. Wow. Để không phụ lòng anh Lộc, mình phải chiến vào ngay. Và cái này thì Thái xin nhường người có tuổi nhất, đó là bác Tài. Bác Tài ơi, làm miếng thơm. Nhưng mà ở đây mọi người ăn cảm giác cái nồi này á, nó sẽ hơi lâu lâu sôi một chút. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà nó sôi rồi á, cả nhà lấy hết một phần trên này nào, một phần cũng lâu, một phần mình để mình ăn cái xíu quách này. Nó vừa làm nóng. Nhưng mà rẻ quá anh, nguyên một nồi có 250. Đúng rồi. Bắt đầu phải cảm ơn anh Tuấn Anh rất là nhiều. Dắt những cái quán toàn là Very Good ở Tân Hóa Tân Hóa. Rồi, em đặt 10 hũ rồi mà. 10 hũ Tuấn Anh rồi. Đúng rồi, nhanh và tay gọn luôn. Chị Mai 5 hũ nữa là 15 hũ rồi. Và ai muốn mua muối á thì Thái sẽ ghi số điện thoại ở dưới cho cả nhà. Chắc chắn nha. Đọc số điện thoại luôn em. Số điện thoại anh Tuấn Anh ơi. Số điện thoại nào? 0969 193 163. Lại muốn ăn muối thì cứ liên hệ số điện thoại là 0969 193 163. Tên Tuấn Anh. Muối này là chay mặn đều dùng được. Chay mặn đều dùng được. Có bán tất cả loại bánh tráng. Ngoài muối tôi ăn có bán bánh tráng nữa nha. Ok anh gửi muối cho em, anh kìa bánh tráng cho em nha. Rồi. Tự chọn cái mình luôn anh. Ngon lắm á. Mình thử ăn muối trong cái tôm. Ô hay vậy ta. Ủa hey. Mà nãy em quên hỏi bao nhiêu tiền một hũ? 35.000 nha cả nhà. Wow. 35.000 một hũ. Wow. Bữa chị mua 5.000. Chị 10 hũ à. Chị 10 hũ, em 10 hũ. Có thể là Thái sẽ đặt số lượng hơn nữa để mọi người mua nước mắm Thái Gia Biển sẽ tặng kèm muối tôm luôn. Chắc chắn. Chấm với muối Tây Ninh. Tuấn ơi, chấm tiêu rất thông minh nha. Thái sẽ nếu như cả nhà mua 5 lít nước mắm sẽ được tặng một hũ mắm. Ủa, muối gì anh? Muối ớt Tây Ninh. Đây 5 lít nước mắm được tặng một hũ nha. Chay mặn đều dùng được. Chay mặn đều dùng được. Rất ngon. Thì mời mọi người tiếp tục nấu ăn nha. Yes. Chốt veo được 100 hũ rồi kìa em ơi. Dạ, cảm ơn anh Hùng. Chúc Hùng ngon miệng nha. Khi nào nó mới chín ta hồi hộp. Được rồi. Nó nóng rồi ở Tây Biên. Tại vì cái này nó đã chín rồi. Thì bây giờ là mình chỉ làm nóng lại thôi và mình ăn thôi. Nhưng mà bây giờ hiện tại là em thấy là nước mình bắt đầu sôi rồi đó. Giờ thì theo bác Tài là mình sẽ bỏ nó nè. Đây, anh Phương. Ui, khói nó bốc lên nè. Cái này phải nhờ bác Tài review rồi. Đây. Bác Tài ơi.
Đây. Dạ. Ê, bác Tài ơi, coi chừng nóng nha bác Tài. Rồi, chắc là anh ơi, cho em xin mấy cái múc đi. Ồ, bác Tài ơi. Này mình xin. Anh được cảm nhận nha bác Tài. Chấm mới về. Chào. Chào. Rồi, chiếc em đó. Cảm giác bây giờ như thế nào bác Tài? Cảm giác thấy hấp dẫn mà nóng quá chưa làm được. Rồi, bác Tài quất luôn. Luôn. Chiếc em đó. Wow. Cũng là khá là mềm rồi. Mà nó hơi nóng. Hiện tại là thấy là hơi nóng. Wow. Chấm luôn bác Tài ơi. Đây. Quất. Chấm luôn hay là em đưa cho bác Tài. Mềm hả? Rồi. Chim nó. Đấy. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Đã quá, thích Tài ơi. Dạ. Đây, chung sumo. Chung sumo. Dạ. Really? Chung mambo. Cẩn thận cái tay anh, cẩn thận cái tay này. Đây. Rồi, đây là cái cùi chỏ vậy. Dạ. Xin phép cả nhà, xin phép quý anh chị nha. Em chiến em nó đây. Cái này nó có phần da ngon lắm á chung. Trời ơi. Một buổi chiều mưa gió, cầm cục giò trên tay, làm gì đây? Quất. anh em men thủ đó đang thèm muốn điều này. đây béo lắm to nhở. Thôi nóng rồi em, từ nghe. Thôi. Wow. Wow. Cả nhà thấy béo thôi lúc ra là biết hiện tại nó đang nóng cái nào đó. Nhưng mà thật sự là ăn càng nóng mà ngon. Hai anh em vô đi. Vô. Vô. Đây là mời cameraman. Đây là chị Như tí nữa là sẽ ăn chè và chị Mai sẽ ăn súp. Chị Mai chị với chị không, chị với chị Mai phải nào. Thử nước dùng rồi vứt đi em ơi, chấm cái này nè. Đây. Nó đóng mở rồi. Phải hút à? Không, xíu để nhúng lại cho nó nóng xong nó bị đông. Dạ, cảm ơn anh. Wow. Đây, cho em mượn cái tô. Phải nói là siêu quách này á đã được thầm mình nghĩ là khá là lâu rồi. Nghĩ là được thầm rất là nhiều giờ rồi. Hiện tại là cái da này rất là mềm. Rất là khá là mềm. Thịt thì béo ngậy luôn. Bây giờ em không chần chừ nữa. Chị Mai ơi. Thì thôi chị ăn nước nha. Chị Mai với chị Như thử hấp nước thử ngọt không nha. Mời cả nhà. Lẩu bò ăn với đu đủ nha. Đây. Nóng. Ăn với đu đủ nha mọi người. Rất là tốt cho mẹ bỉm sữa. Đúng rồi. Nghĩ đi em. Dạ. Đu đủ, củ cải trắng hay là tàu hủ ti. Tàu hủ ti. Ok. Sao hộp cái ướt nha. Nóng nha. Để em múc coi chị Như hấp miếng nước. Nước có là trong nha mọi người. Cái trong ngon. Trong lắm. Rất là thanh nha. Nhưng mà nó khác bị đậu bò trên mình. Là đậu bò trên mình nó không có bị đu đủ hầm á. Còn ở đây là có bị đu đủ hầm nha. Mùi nó sẽ khác nha, cái mùi đủ nha. Đây mấy anh em mà là còn đi ăn rất là nhiều món nên mình sẽ bỏ rau thay thế vào mì tôm. Đồ má. Nóng quá. Rồi bác Tài xuống cái thứ nhất rồi nha.
này nó nãy nó đủ đóng mở rồi. Dạ. Mà rẻ cho chị nhờ. Cái này mà nguyên cả gia đình ăn một cái nồi. Đây bác Tài Chiến ơi. Đúng rồi, tao nó lẩu vô hấp được. Mà hộp không anh? Hộp không? Khẩu vị hộp với anh không? Chưa thử nước ra lại một coi sao. Dạ. Đây, để bác Tài thử nước lèo. Ngọt, ngọt, cái xíu quá mình ăn cái nồi này cảm giác giống như là lợi sữa lắm luôn. Thấy đẹp không? Hả? Mình phải chế nước, nước nó ngọt ghê luôn á. Thấy mình được sáng vậy? Nước rất ngọt và rất ngon nha cả nhà. Để mà hút được là mình sẽ chan vào. Em thấy đây là nấu hay không? Cái nước nó trong veo luôn. Nóng nha. Chị ngọt nóng nha. Nước bò thì hết nó vào cho mình. Ngon á. Bên mình không có đồ lũ. À. Đấy. Phỏng tay em. Bây giờ phỏng tay em. Nè ông hút nè. Cái là ông hút. Anh nói là hôm nay là một chuyến đi sau chuyến đi Trà Vinh, đó là chuyến đi ngắn ngày và trong ngày đi Củ Chi và Tây Ninh. Đây. Sắp tới này mấy chị em mình sẽ sắp xếp và sẽ đi một chuyến nữa. Chị gửi ý đi. Vô Cần Giờ. Cần Giờ là mình cũng đi là sáng đi chiều về hả? Đúng rồi. Mình đi Bến Tre đi, chứ mình loại ao bắt cá. Bến Tre rất là nhiều luôn. Cha. Sinh tố. Sinh tố xíu quách. Sinh tố. Ôi. Nói chung là cả nhà muốn thấy nhà biển đi đâu thì hãy bình luận bên dưới. Đúng rồi. Cả nhà thấy video hay thì hãy nhấn like và subscribe kênh của các anh em mình nha. Quá là ngày luôn. Ăn lũ rồi. Wow. Nha. Hôm nay là bác Tài review là chuẩn nhất. Đây chung sắp hết rồi. Hả? Thử miếng nữa không em? Quất. Đây là. Đây cho bác Tài này, cho bác Tài đi. Cho bác Tài miếng sườn này. Chở đâu anh? Bác Tài. Anh món mắm bò hóc em Thái đã quay rồi, đó là bún nước lèo mắm bò hóc của người Khmer. Cả nhà muốn. Lèo khác à? Bác Tài. Mắm bò hóc mà của bò luôn. Mắm bò hóc để đi ăn bò riêng đấy. Wow, vậy là một lần sau xuống Tây Ninh phải nhờ anh Sơn rồi. Mắm đó là sản của dân Khmer của gia đình đó nha. Đây được không em? Ok kìa. Nóng á, cái này nóng ở dưới thì nó sẽ ngon hơn. Nè, quay trong cái nồi mà còn rất là nhiều cái nhà này. Đấy. Ở đâu rất là chất lượng nha. Ui, cái này là cái gì chị? Cái đó là bộ xương em, cái bộ xương sườn, bộ sống rồi nọ đó. Xương sống đó. Đã, em làm cái này không? Còn đầy rồi. Đây, Trung sẽ ăn thêm cái sườn. Nóng quá. Nóng thiệt. Nhìn rất là ăn ngon mà mình rất là vui và rất là mừng luôn. Và hy vọng bác sẽ đồng hành nhiều chuyến đi của anh em mình nữa. Cái ly bên kia. Để em. Đây trà đá. Ok. Cảm ơn em. Xin hôn khăn. Ok. Đá. Có thể là video này sẽ là video cuối cùng trong clip của em Thái, và mọi người muốn xem hành trình của chị em mình và đi từ Sài Gòn đến Củ Chi, Hóc Môn, Củ Chi và sau đó xuống Tây Ninh như thế nào, cả nhà có thể tới kênh anh Phun Đi Hùng nè, anh Mập Phút nè, Như La Cà nè, Dương Du Ba, đúng không chị? Đúng. Hồi sáng em nha, em nhắm lộn là Dương Đô La. Xin lỗi em, nhưng mà chị sẽ hy vọng em đặt là nhiều đô la sau khi em lập kênh. Nếu như Dương đang là cameraman bên kênh anh Võ Sư Lộc, cả nhà đến kênh anh Võ Sư Lộc để coi bên đó là đang ăn ba nồi xíu bách khổng lồ. Đấy.
Thái. Thì hôm nay thì là cuộc hành trình rất là vui rồi, mà bữa tiệc nào cũng là bữa tiệc tàn, nên là Thái xin kết thúc video tại đây. Tí nữa cái nồi này chắc nhờ anh tài xế và Trung sẽ xử hết, còn mấy chị em mình sẽ thử thách ăn chè nữa. Đây, giờ thì chị có muốn lời nào muốn nói với kênh em không? Chúc cho kênh Thái Nhà Biển ngày càng phát triển và bán được nhiều nước mắm để có kinh phí để đi với anh em những chuyến đi như nữa, để có gửi đến khán giả những clip hay nhất, chất lượng nhất. Bây giờ thì hết lời á. Hết lời. Cạn lời. Cạn lời. Cảm ơn chị Như rất là nhiều. Chào chị. Chuyến đi này làm cho chị như thế nào? Nói chung là rất là vui, cái từ khi chị Vinh về anh em có dịp mà tụ họp rất là đông vậy. Lần trước cái số lượng người đi là còn ít hơn lần này, lần này là càng ngày đông, hy vọng là sau này sẽ đông nhiều hơn nữa. Chuyến xe này là 25 chỗ ngồi mà hiện tại có 16 chỗ thôi. 16 chỗ. Rồi chúc kênh Thái ngày càng phát triển hơn nữa, mau được 100.000 nha để có tiệc tiếp. Ok, em có biết rồi. Ok. Thì mọi người thấy nãy giờ em biết nói là em biết rồi, món này nó ngon cỡ nào rồi. Thì nói chung là hôm nay đến với Tây Ninh để thưởng thức một cái lẩu bò su quách giữa một cái thời tiết mưa gió như thế này, quá là tuyệt vời. Ấm bụng đúng không em? Đúng rồi. Đấy, mấy anh em chị em mình là đường xa thưởng thức với một cái mức giá siêu sốc, siêu rẻ. Chỉ có 250.000. Một nồi lẩu su quách 4, 5, 6 người ăn luôn. Rồi, vẫn còn nha, vẫn còn rất là nhiều nha cả nhà. Đây nè, cực kỳ nhiều luôn. Thì nói chung là cũng không biết nói gì hơn, thì xin chúc cho cái kênh của chị Thái Nhà Biển sớm đạt 100.000 subscriber và clip đạt triệu view. Giờ này em Thái sẽ kết thúc video tại đây và kính chúc quý cô chú quý anh chị luôn sức khỏe và luôn đồng hành team của mấy anh em mình. Tại vì có khán giả thì mới có được anh em tụi mình, nên là hy vọng khán giả luôn đồng hành và theo sát kề vai bên nhau để mình tạo thành một ngôi nhà chung, một ngôi nhà lớn trên mảng YouTube. Giờ này Thái cùng anh em sẽ bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào clip sau. Mời mọi người xem quy trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là quy trình ban đầu, thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều. Nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hạt muối. Đây là muối của bê Thái, Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo. Và đặc biệt đây là bộ cửa lấp nha cả nhà. Đây, muối được hòa quyện với từng con cá, làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá. Sau đó chúng sẽ bỏ vào khạp. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân quê Thái, người dân làng chài xứ biển, thì cái con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái khạp như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, còn có cả muối nữa. Với bàn tay của người dân và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn với những với khách hàng đầu tiên và những với khách hàng luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm, tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha, hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái hay được gọi là mắm nêm, về Thái thường dùng để là ăn bún mắm này hay là ăn gỏi cuốn này. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm mà Thái đã pha trộn giữa những cái khớp này, những lát chanh và đường được hòa nghiền với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon. Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe. Mua nước mắm thì alo Thái.